chào anh em nhá, chào mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mang mồi đi anh em nhá, đi chiến thôi anh em. Thì hôm nay được nhận được một thông tin của thằng cu em, nó bảo là nó được gặp một con sể cứng và nó cũng có đấu với mồi anh em ạ, nhưng mà không được, thì nó có chỉ minh thung. Thì con sể cứng đấy thì nó gần nhà anh Tuân, thì em nói là nó cách nhà anh Tuân tầm độ cây rưỡi hai cây số anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào và tí nữa để xem mặt mũi con sể cứng nó như nào và đuôi nó sẽ như nào anh em nhá. Và tí nữa sẽ gần nhà anh Tuân, tí nữa sẽ tiện vào anh Tuân chơi anh em ạ. Đây, cái lưới hôm trước em gặp này, cái lưới mà người ta căng đây, hôm trước em xé xuống mà mắc con sể quạt á. Em xé xuống đây, đường đi vào chỗ nhà anh Tuân còn cách đây tầm vài cây nữa anh em ạ. Thế tới nhà anh Tuân. Thì cái chỗ con sể cứng thì bê mình sẽ phải gọi điện hỏi xem chỗ nào thì biết được cái con sể cứng đấy giá hình dáng là sao anh em nhá. Anh em theo em. Đây, hình như đến đây rồi anh em ạ. Mình vừa đến đây thì thấy thằng em nó ở khu này này, khu mấy cây này anh em ạ. Bây mình phải treo mồi đến đã mới biết được, cách nhà anh Tuân khoảng tầm độ gần hai cây thật. Để tí nữa sẽ vào anh Tuân chơi. Chưa thấy giọng con nào hót đây anh em ạ. Đây mình thử treo mồi để xem nó ra không nhá. Em vừa treo mồi lên các bác nhá. Thì sẽ chờ một lúc thử xem nó có về không. Đây anh em này, nãy không thấy thằng em còn đưa ra tận nơi nhưng vẫn không thấy con nó đâu anh em ạ. Vậy đi tìm chung khác. Đấy, đi tìm con chim kia không thấy thì mang về đây gặp chim nhà anh Tuân nó khóa anh em ạ. Còn khuyên khuyên nhiều. Lúc nãy chẳng màng gì. Ôi, khuyên nhiều lắm. Đợi khuyên nhảy vào à? Đậu khuyên quay cành bên kia. Đợi cho màu về thôi. Kêu mô con về. Lúc nãy nó về nhiều, con nó đi hết mẹ. Nó sẽ ăn theo ấy mà, theo đợt. Lúc nó kéo về mấy chú con. Rồi đến được một khuyên. À đây rồi nó về. Đấy, bắt đầu về trên đầu rồi. Liệu có con nào đó không? Thế bắt đầu thấy chồng về đông hơn ạ. Nó đem xuống rồi à, nó không muốn xuống rồi. Chắc là nhìn cái lồng nó sợ hơn. Thank you.
câu đi, chỉ mong mẹ thằng đi câu nó được cá để nó còn lấy khách. Hôm trước đó là thằng nó đi đó nó có thằng này sống lắm. À, ngày xưa anh ngồi đấy, hôm nào được nhiều cá, chủ ra thu tiền hoặc đuổi trước giờ, hết ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để không thả vào.